Phần đại lưu chương trình hát với nhau trong buổi tối hôm nay, Xuân gửi đến toàn thể quý vị một tràng vọng được mang tên Xuân nhớ mẹ. Xin quý vị cùng thưởng thức. Bye.
Vâng, xin cảm ơn anh Tâm, nhờ rất nhiều ạ. Ngày mốt anh lên đi, anh bắt. Rồi, cảm ơn anh. Giống ca sĩ đến lên thành phố Cờ Đỏ quá. Dạ. 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 Bài kế tiếp mình thấy anh Hoàng Long chuẩn bị nha.